con đi. Con còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, con sẽ mau bình phục hơn. Bố đi về đi. Không là nhầm, đứa nào trẻ hơn đứa đấy về. Con không về đâu ạ. Thế mày là bố hay tao là bố? Hả? Ở nhà là phải có một người khỏe mạnh, để nó nhỡ nhàng ra thì phải chăm sóc cho người yếu. Bố mày già rồi, đằng nào chả yếu. Bố già rồi thì bố phải tự biết lượng sức mình chứ ạ. Bố đi về đi. Thạch này, bố làm như bán mạng để nuôi con lớn ấy, từng này đây. Đừng có phụ công sức của bố chứ. Thằng này, mày không nghe lời bố à? Bố, chuyện gì con cũng có thể nghe bố được, nhưng riêng chuyện này thì không. Con xin bố đấy, bố hãy để con tự chịu trách nhiệm đi ạ. Con không thể nào để bố chịu khổ thay con được. Mở mồm ra là chịu trách nhiệm. Tầm này không cần con chịu trách nhiệm nữa. Con tự thấy cần. Này, okay. Có ai không? Có ai không? Mở cửa. Mở cửa. Ơi, Thành gọi anh à? Em ăn gì anh lấy cho. Không, bố con ta đang bàn chuyện riêng nhá. Cái gì? Đây là bố em ạ. Ủa, thế mới gặp nhau cái là kết nghĩa bố con luôn à? Kết nghĩa cái gì? Tao đẻ ra nó đấy. Hay nhỉ. Thế là bố vì con nên là vào đây, rồi con cũng vì bố nên là vào đây. Trời ơi, cái này phải cho vào phim. Gì nhỉ? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Trời. Chép đòn ấy. Gặp nhau thế này đúng là duyên thật đấy em ạ. Anh ơi, nhà em bây giờ chỉ có hai bố con thôi. Em xin anh cho em ở lại, nhưng anh phải đồng ý cho bố em về được không ạ? Thằng này nói bậy bạ đấy. Tôi vào trước à, cũng kiêng khem đủ rồi. Bây giờ có thể triển được luôn. Bố, bố nói cái gì đấy? Này, bố làm tất cả cái việc này là vì con. Bây giờ con mất đi quả thận ấy, thì cái bố có xứng đáng là bố không? Hả? Tôi có xứng đáng là bố không? Rồi. Nói chung là trò chuyện để hiểu tâm tư tình cảm nhau như thế là đủ rồi. Bây giờ ai ở ai đi cũng được, cứ trả tiền cho tôi là xong. Hai bố con 40 triệu, tiền công chăm nuôi và tiền môi giới. Trong lúc cãi nhau như thế này thì khách hàng người ta đang nằm chạy thận, đợi thận của bố con anh rồi. Thêm 10 triệu nữa, tiền đền bù tổn thương cho khách hàng. 40? Ừ. 50 triệu á? Ừ. Có 50 triệu thì thằng này đến để bán thận để làm cái gì hả? Này, đừng có ép bố con nhà này quá đáng nhá. Tôi chả ép, bố con anh tự nguyện vào đây cơ mà. Tôi giúp bố con anh kiếm một khoản lớn, anh không cảm ơn tôi thì thôi lại bảo tôi ép. Cảm ơn cái chó gì hả? Đây là chuyện mua bán sòng phẳng, chả thằng nào ơn thằng nào cả nhá. Ừ thì sòng phẳng đưa tiền đây. Anh ơi, trong cam kết đâu có nhắc gì đến khoản chăm sóc với lại đền bù đâu ạ. Thì đúng rồi, nhưng mà bố con em phá vỡ cam kết thì phải đền bù cho anh chứ. Nó bằng như nhau cả thôi. Thôi giờ này, một là tao sẽ bán thận, hai là hai bố con không có bán chắc gì hết. Phương án 2 đi bố. Em sẽ ở lại, còn bố em, anh sẽ đồng ý cho bố em về. Còn chuyện đền bù, em... Sau khi lấy thận của tao xong, tao sẽ đền bù. Bố! Ôi trời, nếu cần ấy, tao viết giấy luôn từ bây giờ. Thôi mình kết thúc cái vở cải lương đời anh Lưu ở đây đi nhé. Em nói thật với anh, đã vào đây rồi, không bán, không về được ý.
Anh thấy không? Tất cả các em ở đây để đợi phục vụ bố con anh ấy. Thế chiều nay mình ăn gì anh nhỉ?